câu chuyện giọt nước tí xíu tí xíu là một giọt nước ở biển cả họ hàng anh em nhà tí xíu đông lắm và ở khắp mọi nơi ở biển cả sông ngòi ao hồ ở trên trời ở cả dưới nước một buổi sáng biển lặng tí xíu cùng các bạn đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô ông mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ xuống mặt biển tí xíu cùng các bạn gieo vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan hòa chợt có tiếng ông mặt trời cất lên tí xíu cháu có đi vào đất liền với ông không tí xíu ngẩng lên nhìn khe kẽ hỏi đi làm gì ạ à? ông mặt trời cười bảo trên mặt đất thiếu gì việc Tí xíu vui lắm Nhưng chú chợt nhớ ra Mình là giọt nước Nên không thể bay theo ông mặt trời được Nhưng cháu nặng lắm Làm sao bay lên được bây giờ Cháu đừng lo no. Ông sẽ làm cho cháu biến thành hơi Nói xong, ông mặt trời vén mây, chiếu thật nhiều ánh sáng xuống biển tí xíu cảm thấy thân mình nóng bừng bừng, chú dung mình và biến thành hơi. chú chỉ kịp nói với biển cả: Mẹ ơi, con đi đây, rồi con sẽ trở về. Tí xíu từ từ bay lên, nhập vào với các bạn hơi nước. Lúc đầu họ bay là là trên mặt nước biển, rồi hợp lại thành một đám mây mỏng, rời mặt biển, tiến vào đất liền. Gió nhẹ nhàng đưa tí xíu cùng các bạn lướt qua những dòng sông lấp lánh như sáng bạc. Xế chiều, ông mặt trời lại tỏa những tia nắng chói chang. Không khí trở lên oi bức. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Tí xíu cùng các bạn đều vui sướng reo lên. Mát quá, ôi mát quá tí xíu và các bạn nhè nhót, múa lượn. Nhưng rồi trời mỗi lúc một lạnh, tí xíu thấy rét, các bạn chú cũng thấy rét. Họ xích lại gần nhau thành một khối đông đặc, toàn những chú bé nước nhỏ ni ti. Tí xíu cảm thấy mình lặng chịu, không thể bay cao lên được nữa. Chú cứ xa xuống thấp, thấp dần. Rồi một tia sáng vạch ngang qua bầu trời Một tiếng sét đánh ngang tai vang lên Gió thổi mạnh hơn Tí xíu cùng các bạn níu lấy nhau Thành những giọt nước trong vắt Và thi nhau áo ào tuôn xuống mặt đất Cơn rông bắt đầu